Trang cảm thấy là không gian ở đây thì rất là sang trọng và ấm cúng, và khi mà được thưởng thức các món ăn ở đây thì thấy rất là ngon và rất là hợp khẩu vị của Trang. Thêm một điều nữa là phong cách phục vụ ở đây cũng rất là chu đáo và tận tình. Xin chào các bạn, mình là Mạnh Quân. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở Ba Chi Sách, thôn Lào. Mình cảm thấy rất là thoải mái khi được tận hưởng những cái dịch vụ mà chu đáo nhất từ thôn Lào. Đồ ăn rất là ngon, rất là phục vụ. Cán bộ phục vụ nhân viên thì rất là tốt, và nếu mà tính thang điểm thì mình sẽ cho Gôn Lao được 9 điểm. Một điểm trừ duy nhất ở đây đó chính là mình không uống nhiều rượu thôi, chứ còn nếu mà mình uống rượu được nhiều rượu nữa thì mình sẽ cho thang điểm là 10, bởi vì rượu ở đây cũng rất là ngon. Mới đầu đến nhà hàng thì Thanh đi cảm nhận là không gian rất là đẹp và rộng rãi, cũng như là đồ ăn thì vừa có thưởng thức món bò với cả món cá hồi rất là ngon. Quý vị cũng thấy rồi, mình đang cầm trên tay một ly rượu vang. Bữa tối hôm nay thì cho mình cảm thấy rất là vui vì một cái không gian rất là sang trọng. Cứ ngỡ rằng là khi mà chúng mình bước vào trong cái nhà hàng này thì ban đầu thì với một cái hình tượng là giống như là đây là một cái khách sạn. Thế nhưng mà một cái không gian tuyệt vời lắm quý vị ạ. Bước vào trong rồi thì quý vị thấy được là có một cái không khí cũng như là tất cả những cái đồ uống ở đây thì đều rất là sang trọng. Đặc biệt thì ở đây thì có từ rượu vang cũng như là có những đồ hiệu, đồ ăn ao. Mà những cái dòng sang trọng để tất cả quý vị có thể đến đây để chúng ta có thể hưởng, được gọi là hưởng.